Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Hy vọng ngươi sẽ đạt được vận may lớn, hoàng điệp này có khả năng không kém thập hung đâu, như vậy ngươi đã biết được giá trị cực lớn của nó rồi đấy. Tiểu tháp nói, nó chỉ cao khoảng gang tay, trắng bóng trong suốt như tuyết, lưu chuyển ánh sáng lấp lánh trên sợi tóc của thạch hảo cái gì thạch hạo chấn động thần điệp hoàng kim này lại mạnh như vậy đúng như trong truyền thuyết ư có thể quyết đấu với nhân vật mạnh mẽ nhất trong thiên địa này chỉ là suy đoán mà thôi tiểu tháp thản nhiên nói bởi vì hoàng điệp quá mức thần bí chỉ xuất hiện đúng một lần ở thời thái cổ trước đây chưa hề hiện thế cho tới lần này tiểu tháp cũng không thể xác định được thậm chí cũng không cho rằng đó là một con hoàng điệp nó không nên tồn tại ở một giới này mới đúng Giới này, xưa nay chỉ có xuất hiện một lần, hơn nữa xuất hiện rất đột ngột sau đó tung tích cũng chẳng còn. Thật là thần bí, Thạch hạo khẽ nói. Nó phát hiện ra lai lịch vô cùng nghịch thiên của Hoàng Điệp gạt hết toàn bộ bảo thuật thiên phú, bản thân lại có thêm một bí mật to lớn nữa. Thạch hạo như trở lại thời con nít thời khắc này. Cặp mắt của nó híp lại và vô cùng sáng rực giữa khuôn mặt thanh tú và khôi ngô là nụ cười tê giói, cuối cùng nhịn không được mà nuốt ngụm nước miếng cái tên quỷ này cười thật là đê tiện mà. Đại hồng điểu nói, ở đối diện ngay cả hỏa linh nhi. Vân Hy khi thấy bộ dạng hiện tại của nó thì còn tưởng rằng nó đang có ý đồ xấu với mình nên vừa thẹn mà lại vừa giận. Huynh đệ, phải có chừng có mực đừng có đưa tình trước mặt chúng ta. Trời chưa tối đâu, hỏa nha cười khà khà quả thật hiện tại rất dễ khiến người khác hiểu lầm thạch hạo nuốt ực ngụm nước miếng nụ cười rất là đặc biệt mà đứng đối diện lại là thiếu nữ thanh xuân quốc sắc thiên hương như vậy sao không khiến người khác hiểu lầm chứ ta cảnh cáo tuy rằng ta rất muốn lấy lại món pháp khí kia nhưng tuyệt không thỏa hiệp người đừng có dở trò linh tinh vân hy vừa giận vừa xấu hổ nói ẩm hỏa linh nhi thì không nhẹ nhàng như vậy trực tiếp nện thẳng một quyền xuống đầu thạch hạo tiếng vang không hề nhỏ hiển nhiên nàng dùng hết sức. Các ngươi đang làm gì thế hả? Thạch hạo nói, nó đã đã tĩnh lại, sau đó lại nuốt ngụm nước miếng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nhìn mỗi người bằng ánh mắt nhu hòa, nụ cười thật dâm đãng. Đại hồng điều nói thầm, dầm. Thạch hạo thử ngay cho nó một bàn tay, dùng độ cứng rắn của hùng hai tử thì sắt đá cũng có thể tan nát. Việc này khiến cho đại hồng điều nhảy cẳng lên, kêu gào đầy quái gì. Đi thôi thạch hạo xoay người rời đi trong lòng nó vô cùng chờ mong muốn tìm một nơi yên tĩnh để phá giải thế giới hộp báu nơi đây không thích hợp bởi vì có những người ở trong trận pháp theo sau ồ lẽ nào đã đoán sai hỏa nha nghi ngờ một chùm ánh sáng màu vàng hiện lên thạch hạo triển phai pháp môn côn bằng bao phủ tất cả mọi người lại rồi hóa thành một luồng hào quang mờ mịt nhanh chóng phá không mà đi rời khỏi thần cốc này bọn nó sẽ không về dược đô mà tiến vào một dãy núi thạch hạo muốn ở nơi này nhờ tiểu tháp ra tay bởi vì nó sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến người khác chú ý thạch hạo suy nghĩ một lúc rồi nói cho mọi người biết nó chuẩn bị bế quan để mở chiếc hộp báu này mọi người đều ngạc nhiên sau khi hiểu đó là thứ gì thì cũng không có ôm hy vọng cơ bản là chẳng có giải pháp nào cả bởi vì bảo vật ẩn chứa tiểu thế giới như thế này vô cùng hy hữu, không có cách nào mở ra cả, trừ phi là sắp xếp lại những ký hiệu đầy phức tạp ở bên trong, nếu không tốt nhất đừng dại ma thư. Người có thể mở ra hộp báu, Vân Hy lộ vẻ khác thường. Đừng nghi ngờ, cho ta chút thời gian, ngay cả trời ta cũng có thể mở ra một con đường nữa là. Thạch Hạo cười nói, điệu bộ cười cười này chẳng hề khác gì với lúc ở Bách Đoạn Sơn mấy năm về trước việc này khiến nàng nhớ lại cái tình cảnh năm đó nàng cho rằng sau khi tên quỷ này trở thành vương giả sẽ trở nên uy nghiêm hơn nhưng không ngờ rằng bản tính chẳng hề thay đổi từ cổ trí kim cũng chỉ có người nhìn thấy hộp báo thái cổ tương tự như thế này mà thôi nhưng có thể mở ra được cũng chỉ có một mà thôi vân hy mang theo một loại kiêu ngạo bởi vì nàng không chịu nổi cái vẻ mặt hả hê của hùng hài từ lúc này mỗi khi thấy cái dáng vẻ này thì sẽ nghĩ ngay tới cái màn tồi tệ trước kia ai không tin thì có thể đánh cược với ta thạch hạo nói tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì phát hiện thạch hạo vô cùng chắc chắn không biết tại sao lại có loại tự tin như vậy lẽ nào có thể mở ra đây là một dãy núi nồng nặc linh khí những sông núi dần dược đô đều không dính chút khí tức man hoang nào cả ngược lại vô cùng thanh tú tiếng suối róc rách sương mù bốc hơi nghe nó nói như thế thì tất cả mọi người đều chờ mong ai cũng hiếu kỳ và mong muốn được nhìn thấy bên trong thế giới hộp báu là thứ gì có hay là không một con hoàng điệp đang trầm miên nếu như ngươi thua phải đưa pháp khí thần linh cho ta có có vân hy của thiên thần sơn đánh cực với nó vô tư không thành vấn đề nếu như ngươi thua thì những cây thánh dược của các ngươi phải đưa cho ta hết thạch hạo cười híp cả mắt không được vân hy lắc đầu chuyện này liên quan tới hương suy của bộ tộc nàng thì đời nào đi tặng cho người khác. Mặc dù là thiên nhân tộc thái cổ cấp thiên nhưng cũng không thể hào phóng như vậy được. Vậy thì tới tủ thôn cho ta vậy. Thạch hạo nói, người, Vân Hy chừng mắt gương mặt xinh đẹp biến đổi. Cuối cùng cắn răng, nói ta, không cá nữa. Hai gì, đúng là khiến người khác thất vọng mà, khi nào mới bắt được một người đây, vừa muốn làm trò cười vừa muốn thực lực mạnh. Thật sự khó tìm quá đi mà. Thạch hạo than thờ, những người khác nhịn không được mà phì cười, chỉ có mỗi hỏa linh nhi là lườm nó một cái, nói cố mà ăn thật nhiều tai heo vào. Chờ người thật mạnh thì sẽ có thôi. Vân Hy như chột dạ nhìn về phía hỏa linh nhi, sau đó cũng chẳng hề yếu thế chừng mắt nàng một cái. Có sát khí, đại hồng điều cảnh giác nói. Điệu bộ vô cùng trịnh trọng. Chấm, trên ngọn núi cây tùng san sát đá lớn ngang dọc vô cùng yên tĩnh. Thạch Hạo can dặn, nói, tiểu tháp, ngươi có thể cẩn thận một chút không, nghe hai nha đầu kia nói vật này rất nguy hiểm, mặc dù pháp lực ngập trời. Có thể dùng man lực để phá tan khi đó sẽ làm cho tiểu thế giới bên trong tan vỡ, tạo nên sự sụp đổ của không gian. Việc này đáng sợ nhất, ta nói là dùng man lực à, tiểu tháp nói, một tia khí hỗn độn bay ra rồi tiến tới miếng đồng thau to bằng nắm tay kia trong nháy mắt hơn trăm ký hiệu thần bí phát sáng nằm dày đặc ở mặt ngoài miếng đồng thau khiến nó trở nên rực rỡ cuối cùng nó chẳng còn giống miếng đồng thau nữa mà ngược lại giống như là miếng thần ngọc xinh đẹp vô cùng óng ánh và trong suốt ồ bên trong đặc chứ không phải là không gian thạch hạo ngạc thiên sau đó có chút sốt sáng sợ mình vui vẻ quá sớm Tiểu Tháp cũng chưa dùng pháp lực vô thượng của mình để phá huy mà đang từ từ suy diễn, cuối cùng khống chế một tia khí hỗn độn thay đổi trình tự của những ký hiệu kia, không ngừng di động qua lại. Hộp báo đồng thau không ngừng phát sáng, càng ngày càng sáng rực thiên địa như đang vặn veo, đang run rẩy. Phía trên ngọn núi, Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, bởi vì sau khi những ký tự này nối liền với nhau, nằm dày đặc và đan dệt lại, thì hình thành một cánh cửa mở ra một tiểu thế giới trong hư không. Quá thần bí mà, Thạch Hạo vui mừng, nó biết đã thành công rồi. Đi lấy đi, Tiểu Tháp nói với nó có thể đi vào rồi. Thạch Hạo cất bước xuyên qua cánh cửa đó, tiến vào một tiểu thế giới hư vô. Nơi này rất tối tăm, cũng không lớn lắm, ngay chính giữa có một cái bàn đá. Xông vào, Đại Hồng Điểu hô lớn, cả đám người nhanh chóng vọt vào tiểu thế giới này. "Hả, đúng là buồn xỉn mà, chỉ có một cái bàn đá, chẳng có thần tàng." Hỏa Nha thất vọng, đắc thủ rồi. Thạch Hạo cười cười, lắc lắc một tấm da thú trong tay, đây chính là vật mà Dược Thần lưu lại, bên trên có ghi không ít thứ. Dược Thần đoạt được hoàng điệp chính là từ thế giới hộp báu nào có thể mở ra được là nhờ đoạt được mật chú ở trong một động phủ thái cổ. Không có hoàng điệp à, cửu đầu sư tử nói. Ở trong dược xô, bên trên có ghi rất rõ ràng. Thạch hạo nói, sau khi dược thần mở ra hộp báu thì đã mang con sinh linh kia ra ngoài. Muốn mượn nhờ tổ căn để ấp nở mọi người tiến tới xem tấm da thu đó đám người giật mình muốn ấp nở hoàng điệp thì cần vô cùng vô tận tinh hoa thiên địa khó mà có thể tưởng tượng nổi nếu không thì dùng thứ gì để thể hiện ra sự mạnh mẽ và phi phàm của nó chứ bên trong dược đô có địa mạch tổ căn lại được xưng là cửa sinh trong thiên địa vô cùng thích hợp cho việc tẩm bổ trứng của côn trùng giúp nó có thể nở ra bị phong ấn ở bên dưới ngọn núi thấp kia ở bên trong địa mạch tổ căn lầm côn giật mình lại là trọng địa môn phái của lão nhưng nơi đó không ai có thể tiến vào nó có thể xuất thế sớm rồi chạy mất hay không đại hồng điểu nói không đâu nơi đây có ghi rõ nẻ thạch hạo chỉ và tấm gia thú lúc trước sau khi mở ra thế giới hộp báu dược thần thấy một quả trứng điệp bị phong ấn ở trong bình thần băng sau khi y lấy ra thì đưa vào trong địa mạch tổ căn dược đô và bày xuống trận pháp vô cùng đặc biệt chỉ cần chứng thần được ấp nở và tầm bổ sau khoảng thời gian ngắn gì sẽ lại bị truyền tống vào trong bình thần băng tiếp tục bị phong ấn dược thần hy vọng khi mình rãnh rang thì sẽ tự tới mở ra bình thần băng đáng tiếc y đã chết không còn đợi được ngày nhìn thấy thần trùng xuất thế dược thần rất cẩn thận y sợ không thu phục được sinh linh không kém gì thập hung này hỏa linh nhi nói mọi người đều gật đầu mạnh mẽ như dược thần mà cũng cẩn thận như vậy Hy vọng dùng toàn tâm toàn lực để thuần dưỡng con thần điệp kia. Thật sự đã tìm được. Giờ phút này, thái thượng trưởng lão của Dược Thần môn Lâm côn như là hồn bay phách lạc, quả thật không thể tin vào những chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Nên biết đây chính là thứ trong truyền thuyết, càng là người hiểu rõ mọi chuyện thì càng kinh ngạc hơn. Miếng đồng thau được truyền thừa từ thượng cổ cho tới giờ mới được ghép hoàn chỉnh lại với nhau và dẫn tới tung tích của hoàng điệp. Lâm trưởng lão tương lai ta sẽ không quên ông đâu thạch hạo mở miệng vỗ vỗ bả vai của lão lâm côn tỉnh lại đưa thì đã đưa rồi còn gì phải hối hận nữa chứ hơn nữa lão biết cho dù hoàng điệp có nằm trong tay thì lão cũng chẳng hề nuôi dưỡng nổi hơn nữa việc này cũng không tính là đầu tư không có lãi nếu thạch hạo có thể bình an mà quật khởi thì tương lai mấy ai có thể ngăn được Trở lại Dược Đô, những người này nhanh chóng hành động, muốn mở ra cấm chế thượng cổ, lấy đi bình thần băng đó. Hai ngày sau, dựa theo sự ghi chép trên da thú thì đã tìm thấy một tế đàn nhỏ ở dưới lòng đất của Dược Đô và đã kích hoạt thành công. Bọn nó cũng chẳng hề nhằm về phía thần dược môn mà chờ đợi ở ngoài núi nhỏ, lẳng lặng chờ đợi bình thần băng được truyền tống từ trận pháp ra ngoài. Ồ, linh khí sao lại nồng đậm hơn thế? Giờ phút này, không ít người ở dược đô đều kinh ngạc lộ vẻ không hiểu. Thần dược môn, rất nhiều người càng nghi ngờ hơn. Bởi vì bọn họ cảm thấy ngọn núi thấp kia chỉ trong nháy mắt đã mở ảo, tràn ngập ra vô tận linh khí tựa như là một tòa tiên sơn vậy. Nơi sâu nhất của tổ căn dưới lòng đất có một cái ao. Thần hà mờ mịt không ngừng lưu truyền, đó chính là chất lỏng của địa mạch linh căn hóa thành, có một loại khí tức bất hù một chiếc bình trắng như tuyết chìm ở đáy ao từng cái ký hiệu rực rỡ sáng lên rồi hóa thành trận pháp bao phủ nó lại soạt một tiếng thứ đó đã bị truyền tống linh khí trong ao sôi trào dưới đáy ao phát ra thần quang vô lượng mà bình thần băng ấy đã biến mất và xuất hiện ở bên ngoài bên ngoài núi thấp ở một nơi rất xa có một khu vườn bị bỏ đi gạch ngói tứ tung cỏ dại cao tới nửa người vô cùng hoang tàn nghe đồn trước kia đây là nơi dược thần xây nhà để ở sau đó nơi đây trở thành phế tích rồi trở thành nơi để chiêm ngưỡng và tưởng nhớ đám thạch hạo cửu đầu sư tử đứng đợi ở đây đã lâu gạch vụn được rời di phế tích bị đào bới lộ ra một tế đàn nhỏ vù một tiếng ánh trắng lóe lên trên tế đàn xuất hiện một chiếc bình không tính là lớn chỉ có cao bằng nắm đấm mà thôi toàn thể trắng bóng chiếc bình này xuất hiện đột ngột như vậy nên lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong mắt của thạch hạo lóe lên một luồng ánh sáng cặp mắt to tròn lập tức híp lại trông cực kỳ vui mừng và phấn chấn những người khác cũng kích động theo hơi không tin vào mắt mình không nghĩ tới lại thành công từ thượng cổ tới giờ nhiều năm trôi qua như vậy mà bình thần băng trong truyền thuyết vẫn còn tồn tại quá hay chúng ta thành công rồi sinh linh trong truyền thuyết sẽ tái hiện thế gian đại hồng điểu gào lên một tiếng nó nhịn không được nữa rồi chuyện này là sự thật ư đây chính là thứ của dược thần thượng cổ lưu lại truyền thuyết nói rằng y đạp khắp ngàn núi vạn sông, tìm kiếm vô tận di tích thái cổ, như thế mới tìm được nó, hiện tại đang ở trước mặt chúng ta ư. Trên mặt lâm côn vộ vẻ thất kinh. Hỏa Linh Nhi mặt mày đỏ rực đi tới rực đô này không ngờ lại có thu hoạch lớn như thế, chuyện này quả là khó tin, ngay cả thứ trong thần thoại mà cũng tìm thấy. Vân Hy thì trợn mắt lẻ lưỡi. Gương mặt trắng mịn ẩn hiện vẻ khiếp sợ, đây tuyệt đối là một may mắn vô cùng lớn, đạt được con thần trùng này thì ý nghĩa chính là bảo thuật có thể sánh vai với thập hung chuẩn bị hiện thế. Bất kể là hoàng điệp hay là thần thông của nó thì đều vô cùng quý giá, nếu truyền thì đó chính là một cơn sóng lớn ngập trời. Nhưng mà, trước mắt không thể cho ngoại giới biết Thạch Hạo có thu hoạch như vậy được lúc này linh khí nơi dược đô càng thêm nồng đậm đặc biệt là núi nhỏ nơi trung tâm thì càng xuất hiện từng tia hào quang sương mù lượn lờ trời quang mây tạnh vô cùng xinh đẹp chuyện này đã xảy ra chuyện này lúc này càng có nhiều người giật mình hơn tỏ vẻ nghi ngờ đặc biệt là thần dược môn một vài trưởng lão còn có cả đệ tử đều nhìn ngọn thần sơn kia lộ vẻ khiếp sợ bọn họ nghĩ tới một vài truyền thuyết thời thái cổ ngọn núi này vốn là như thế chỉ là sau đó bị dược thần phong ấn cho nên linh khí chỉ nồng đậm ở bên dưới lòng đất rất khó mà tràn lên trên được nhưng giờ lại xảy ra biến cố cỡ này lẽ nào trận pháp dưới lòng đất đã tổn hại thậm chí còn có người nghe được ngọn núi thấp này đang chấn áp thứ gì đó theo suy đoán bọn họ hơn nửa đã xuất hiện trên đời này rồi trong giây lát này cả thần dược môn trở nên ồn ào rất nhiều người chạy nhanh lại núi thấp hy vọng có thể xem rõ ngọn ngành trên ngọn núi thấp bên trong một chiếc giếng cổ dâng lên làn khí lành linh khí cuồn cuộn càng ngày càng trở thành một nơi bảo địa của tiên gia hiển nhiên cô gái áo xám cũng đã cảm ứng được vẫn ngồi xếp bằng ở nơi đó nhưng cặp mắt lại dõi về nơi xa cứ như có thể nhìn thấu cả hư không không gì có thể giấu dưới cặp mắt của nàng bên trong phế tích thạch hạo xoay tay rồi đem bình thần băng vào thế giới hộp báu sau đó lại nhét vào trong tiểu tháp để ngăn cách khí tức rất nhanh hai chùm sáng phá tan linh vụ rồi chiếu tới nơi đây cứ như là ánh mắt phát ra từ thần linh cảnh tượng kinh người khiến cho đám hỏa linh nhi chấn động thạch hạo hoảng sợ trong lòng khoảng cách xa như thế hơn nữa còn được trận pháp của thần linh thượng cổ truyền tống ra chẳng lẽ còn kinh động cả vị kia nữa nàng quá mức mạnh mẽ ngay cả thứ được lấy từ trận pháp của thần linh mà cũng bị nàng phát hiện ở trong hư không bắt lấy quỹ tích chuẩn xác như vậy chuyện này khiến người nghe kinh hãi trong lòng thạch hạo bồn chồn nhắm mắt hướng về phía đó, nó cảm thấy chẳng có chút thiên lý gì cả, cơ bản không có tiếp cận tới ngọn núi thấp kia. Chỉ đứng ở xa nhìn lại thế mà lại bị phát giác. Người còn chưa đi, cô gái ám xám ngồi xếp bằng trên ngọn núi thấp cặp đang đang nhìn về phía thạch hạo. Nàng được tiên vụ màu trăng bao phủ trông vô cùng mở ảo, cứ như là tiên đạo vậy. Khoảng cách rất xa, khu vế tích này cũng xem như là ở một nơi náo nhiệt vậy mà lại định vị chính xác như thế thật là đáng sơ. Tỷ tỷ, khi đi ta có làm rơi chút đồ, lấy xong sẽ đi ngay. Trong đống đổ nát, Thạch Hạo nở nụ cười tê giói, thế nhưng trong lòng chẳng chút yên tĩnh. Khoảng cách xa như thế, ánh mắt của đối phương cứ như là cầu vồng chiếu tới quá mức kinh người, đây chính là trùng đồng giả bất bại thời thượng cổ ư. Nàng phát hiện à, không thể nào, đồ được lấy từ trận pháp thần linh thì làm sao bị người khác định vị được vị trí chứ cửu đầu sư tử bí mật truyền âm trong lòng nổi sóng. Người đang khinh thường ta, trên ngọn núi thấp khoảng cách xa nhau như vậy, nhưng lời nói khi truyền tới lại rất rõ ràng, tâm trạng của cô gái áo xám không được vui. Cái gì chỉ là dùng thần thức truyền âm, miệng chưa hề hé vậy mà nàng có thể nghe được ư? Cửu đầu sư tử sợ hãi, đừng có nghĩ tầm bậy, vị tỷ tỷ này sở hữu bảo thuật cái thế tha tâm thông thạch hạo nói trong chốc lát đám hỏa linh nhi vân hy chim loan năm màu đều trợn tròn mắt đáng sợ như thế ư ngay cả người khác nghĩ gì mà cũng có thể biết được mà ghê hơn nữa là ở khoảng cách xa như thế cũng đoán được vị này quá thần bí và quá đáng sợ ta biết bên dưới ngọn núi thấp có phong ấn một thứ rất mạnh nhưng vẫn không có đi đoạt lấy bởi vì ta suy diễn được mình không nuôi nổi nó trên ngọn núi thấp cô gái áo xám càng thêm xuất trần mái tóc tung bay, cặp mắt long lanh, vầng tráng trắng mịn, trông rất thông minh, đây là một mỹ nhân tuyệt đại, đẹp đến nổi không thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Thạch Hảo khiếp sợ, đối phương đã biết, như là biết nó đang suy nghĩ gì trong lòng, cô gái áo xám hơi mỉm cười, tuy là thần nhân thượng cổ thế nhưng lại lại có vẻ lanh lợi, nói ta có tha tâm thông. Suy diễn những việc này thì tính là gì chứ? Mặt mày của Thạch Hạo xị lại vô cùng gấp gáp, chẳng lẽ công sức đổ sông đổ bể hết ư? đối phương cái gì cũng biết ta cảm ứng được trên người của ngươi có một thứ có thể nuôi dưỡng được nó hơn nữa con sinh linh này nếu ngươi đã đoạt được thì ta cũng không có cướp đoạt đâu cô gái áo xám nói thạch hạo thở dài một hơi không hổ là thiên kiêu một đời của thượng cổ tấm lòng và phong thái như thế này đúng là siêu phàm khiến người khác không còn lời gì để nói nếu là người khác thì sẽ bỏ qua ư tỉ 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 không hổ là người hiếm thấy đây là lời khen chân thành từ đáy lòng nó. Đám người Vân Hy, Hỏa Linh Nhi đều trợn tròn mắt cái tên quỷ này ra mặt thật là dày, bọn họ biết đây là nhân vật thần thoại vô địch ở thượng cổ, vậy mà nó còn không biết ngại khi mở miệng gọi tỷ tỷ. Chờ đến khi nở thành điệp thì ta muốn mượn ba ngày. Cô gái áo xám cười nói rất vui vẻ, trên gương mặt ấy lộ vẻ lanh lợi và hoạt bát, chẳng hề giống với thân phận của mình ra cả. Thạch Hạo không nói gì, cuối cùng thì gật đầu linh khí nơi ngọn núi thấp của dược đô càng ngày càng nồng đậm, cô gái áo xám được tiên vụ che khuất. Ánh mắt đã thu lại khiến cho đám người thạch hạo trợn tròn nhìn nhau. Cuối cùng thì coi như hoàn thành mỹ mãn, thạch hạo vui mừng không thôi, vị tiên tử bất bại thời thượng cổ kia lợi hại hơn xa trong tưởng tượng của nó. Sau khi bình tĩnh lại thì những người khác đều nhìn về phía thạch hảo, vô cùng mong chờ, vô cùng thiết tha muốn thấy sinh linh trong truyền thuyết kia từ trong tiểu tháp lấy ra một miếng đồng thau bởi vì khi đặt được tấm da thú kia nên thạch hảo đã biết được cách để mở ra thế giới hộp báu hào quang lóe lên mấy trăm ký hiệu đan dệt cuối cùng tỏa ra thánh huy hư không xuất hiện một cánh cửa rồi bọn nó nhanh chóng tiến vào trong tiểu thế giới lạnh quá lúc này thạch hảo buông tay chiếc bình rơi trên tến đàn thật sự rất lạnh quả thật có thể làm đông đứng linh hồn của người khác Lúc trước khi thu thổi vật này thì nó dựa vào bảo thuật chưa từng tiếp xúc với thân thể. Bây giờ mới biết sự lạnh lẽo tới cỡ nào. Đại hồng điểu tưởng thạch hạo giả bộ nên không tin vừa mới chạm tay vào thì lập tức trên người xuất hiện một lớp băng mỏng. Gần như đông cứng lại khiến cho nó vô cùng sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau. Không chạm thì không cảm nhận được một khi chạm thì thứ lạnh giá đó khiến người khác không tài nào chịu được đám cửu đầu sư tử cũng hiếu kỳ kể cả hỏa linh nhi và vân hy cũng thế kết quả mặt mày ai nấy đều trắng bạch nhanh chóng thối lui đây đúng là thứ thần thánh chiếc bình thần băng chỉ cao bằng nắm đấm vậy mà có thể làm đông chết những tu sĩ mạnh mẽ loại thần băng này vĩnh viễn không bị hòa tan được một lớp băng bao phủ toàn bộ bình duy trì trí bảo thần thánh bất hủ nó có thể dưỡng thân dưỡng hồn ở thời thái cố dù là thiên thần cũng không chiếm được sau khi suy tư một hồi vân hy nghĩ tới một lời đồn đại được ghi chép trong sách cổ Tục truyền loạn thần băng này không thuộc về giới này. Mọi người giật mình, không nói về Hoàng Điệp, chỉ cần bàn về chiếc bình này cũng đã là thần chân rồi, là báu vật vô giá. Mọi người chớ có làm loạn ta dựa theo những gì ghi chép trên tấm da thú để mở phong ấn ra nè. Thạch hạo dứt lời thì liền khống chế phù văn, truyền thần lực vào trong bình thần băng. Toàn thân chiếc bình trắng như tuyết bên trên có không ít ký hiệu, sau chốc lát liền phát sáng rồi mở ngay ra, chẳng hề gặp khó khăn gì cả không cần nói đám đại hồng điểu hỏa nha ngay cả vân hy và hỏa linh nhi cũng chẳng thèm để ý hình tượng nhanh chóng tiến lại gần chiếc bình muốn nhìn xem thử hình dáng nó ra sao một hạt kim đan đại hồng điểu kêu lên nhưng người khác cũng kinh ngạc không có thần điệp mà chỉ có một quả kim đan cỡ bằng quả nhãn đang phát ra ánh sáng vàng trói tròn trịa và trong suốt không phải trùng mà cũng chẳng phải điệp còn có mùi thơm của đan chúng ta bị lừa rồi hỏa nha kêu lên mùi thơm của đan dược tràn ngập nơi đây, khiến có mỗi người đều cảm giác lỗ chân lông bản thớ được thư giãn, vô cùng thoải mái. Giống như là vũ hóa phi thăng vậy, đây không phải là cửu chuyển thần đan trong truyền thuyết đó chứ, đại hồng điểu kêu lên đầy sợ hãi. Cửu chuyển thần đan trong truyền thuyết, sau khi nuốt xuống thì lập tức trở thành thần, chỉ có điều từ xưa tới nay không có mấy ai có thể luyện chế thành nên được gọi là nghịch thiên thần đan. Thạch hạo cũng không nói gì cả đổ viên kim đan ra rồi đặt ở trong lòng bàn tay quan sát vô cùng tròn trịa không chút tì vết dược hương tỏa ra. Nếu nói đây không phải là thần đan mà là sinh linh thì chắc ai cũng tin. Cắt ra chia đều chúng ta cũng phải được ăn nói không chừng có thể phi thăng lên trời. Đại hồng điều nước miếng chảy cả ra ngoài. Cút sang một bên, thạch hạo đó văng nó sang bên. Rồi dùng thần thức cảm ứng muốn xem thử bên trong có sóng sinh mệnh hay không nhưng mà kết quả khiến nó thất vọng kim đan này ngăn cách mọi thứ không thể tìm tòi nghiên cứu gì cả trông vô cùng thần bí hả động rồi chim loan năm màu vô cùng kích động sau khi thạch hạo dùng thần niệm thăm dò thì viên kim đan này bắt đầu lăn tròn sau đó đột ngột tách ra không còn hình cầu nữa mà hóa thành một con tầm màu vàng ồ còn có thể biến hóa nữa chứ vừa nãy rõ ràng là thần đan mà nói chính xác hơn đây không phải là tầm mà là một con thần trùng rất mập óng ánh trong suốt tỏa ra mùi thơm ngát như có chút xấu hổ không vui khi bị người vây quanh con mắt của nó mở lớn vô cùng sáng lại có một loại linh khí kinh người cứ như đang thẹn thùng phục một tiếng nó hóa thả một vệt kim quang phóng thẳng lên cổ thạch hạo rồi ẩn mình bên dưới cổ áo tránh né ánh mắt của mọi người tất cả mọi người đều giật mình quá nhanh cứ như là một tia chớp màu vàng vậy nó ngửi một cái tựa như phát hiện ra thứ gì đó khiến nó hài lòng. Nó xoay quanh trên người Thạch Hạo như là đang đòi hỏi vật gì. "Ồ, lẽ nào trên người tao có thứ gì đó rất trọng yếu với mày, có thể nuôi dưỡng mày hả Thạch Hạo kinh ngạc, đồng thời trong lòng vô cùng vui sướng." Nó rất nhỏ toàn thân vàng óng và tròn úp núc lại tỏa ra mùi dược hương vô cùng đặc biệt, nó không ngừng ngửi hết chỗ này tới chỗ khác trên cổ Thạch Hạo. Vừa như thẹn thùng lại như đang tỏ vẻ thân mật. Mày muốn cái gì hả Thạch Hạo, cảm thấy nhột nhột bị một con thần trùng vàng óng đi tới đi lui khiến cho tâm tình phấn chấn mà cũng hơi chút lo lắng. Để nuôi dưỡng một con vật nhỏ như thế này thì rất khó, trong tình huống bình thường cơ bản không thể sống được, trời mới biết nó muốn ăn thứ gì và chăm sóc ra sao. Nó là một con hoàng điệp, một khi trưởng thành có thể sánh ngang với thập hung thái cổ. Nhưng vạn nhất trong khi nuôi bị chết thì không chỉ là một tội lỗi mà cũng là một câu chuyện cười. Mày không được nhịn đói đâu đấy, phải sống thật khỏe mạnh." Thạch Hạo khẽ nói rồi chụp lấy nó vuốt qua vuốt lại, một luồng mát rượi truyền tới. Hơn nữa nơi ngón tay cũng nhiễm phải một làn hương thơm ngát. Sao lại có cảm giác như là thần đan thành tinh thế? Mọi người đều nghi ngờ, mùi thơm này làm say lòng người, khiến cho bọn họ cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhàng, thả lỏng toàn thân. Truyền thuyết sinh linh trí thần trí thánh lúc mới ra đời sẽ giữ nguyên khí tức trời sinh nguyên thủy nhất của tộc bọn họ vân hy vừa nói vừa chấn động nàng từng đọc qua một lời đồn trên một mảnh xương vụn hiện tại nghĩ ngay tới con thần trùng trước mắt này thần điệp có thể tìm được các loại linh dược trên thế gian chứng khi được sinh ra tất nhiên sẽ nhiễm phải dược hương và ngưng tụ không tan đây chính là thần tinh trời sinh lại đây để thúc nhìn cháu một chút Đại hồng điểu nước miếng chảy dài, nó là chim nên khi nhìn thấy ấu trùng thì tự nhiên thèm thuồng. Huống hồ con thần trùng này lại có dược hương mê người đến thế. Thạch hạo tặng ngay cho nó một cái tát rồi chợt nghĩ không nên ở đây lâu, khu phế tích này rất dễ đầy chú ý của mọi người. Ồ, dược hương không còn nồng đậm như trước nữa. Mọi người kinh ngạc, thậm chí thân thể của thần trùng cũng lờ mờ đi chút ít. Đây chính là kết quả khi khí tức trời sinh biến mất ư nó hút lấy khí tức trần thế nhưng mà như vậy cũng được nếu không sẽ gây chú ý cho mọi người hỏa linh nhi nói nàng vô cùng yêu thích ấu trùng màu vàng này rột rọt đáng tiếc là thần trùng trong suốt óng ánh này chẳng hề để ý tới người khác chỉ không ngừng khịt khịt cái mũi trên người thạch hảo bỗng nhiên vân hy biến sắc nói không đúng màu vàng óng đang nhạt đi hiện tại nó rất cần những thứ thần thánh trong thiên địa để bổ sung dưỡng chất nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn Nói đơn giản, sinh linh này quá mạnh mẽ, ngay cả trời cao cũng phải đố kỵ. Cơ bản khó mà nuôi sống nổi, trừ phi có thứ nghịch thiên làm thức ăn, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. Mọi người nghe thấy thế thì đều chấn động, lộ vẻ lo lắng. Bị phong ấn từ cổ đại tới giờ mới xuất thế, nếu như bọn nó để hoàng điệp này chết đi thì quả là tiếc nuối, chi bằng khỏi tìm kiếm nó cho khỏe. Sẽ không có gì đâu. Thạch Hạo tìm khắp trên người nó muốn tìm ra thứ gì đó thích hợp nhất với thần trùng bởi vì cô gái áo xám đã từng nói nó có thể nuôi sống thần trùng này toàn bộ tài sản của mình thạch hạo đều vứt hết vào trong túi càn khôn rồi sau đó nhét con thần trùng này vào trong đó mặc cho nó lựa chọn rất nhanh lòng nó đâu như dao cắt con sinh linh bé nhỏ màu vàng này tốc độ quá nhanh chạy thẳng tới trước hai quả cầu thủy tinh bên trong có phong ấn một giọt thần dịch đó chính là bất lão tiền, vô cùng rực rỡ cứ như là một mặt trời nhỏ vậy, ngoại trừ nó vào những người trong thôn đã dùng thì giờ chỉ còn lại hai giọt này, được phong ấn riêng biệt với nhau. Giá trị của thứ này không thể nào đo lường được, dù tìm khắp đại hoang e cũng khó tìm thấy, có thể chỉ trong Bách Đoạn Sơn mới có. Nhưng tiếc là nó chỉ mới có đặt được 5 giọt mà thôi. Thạch Hạo thấy nó dừng trước quả cầu thủy tinh lộ vẻ say mê, trái tim Thạch Hạo lại chảy máu. Một thứ quý giá chuẩn bị mất đi nên Thạch Hạo nhìn chằm chằm bất lão tiền lần cuối, quá xa xỉ mà. Ngay cả ta cũng không nỡ dùng. Nó cảm khái, đây chính là thần dịch cứu mạng, nếu như có ngày tính mạng nguy kịch thì chỉ cần uống một giọt, tuyệt đối có thể cải tử hồi sinh. Ồ, chuyện làm nó kinh ngạc chính là tuy thần trùng dừng ở trước hai quả cầu nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi rồi sau đó rời đi cũng không có đụng chạm gì tới thần dịch đám vân hy cửu đầu sư tử cũng đang quan sát về phía trong túi càn khôn sau khi nhìn thấy những thứ mà thạch hạo đã gom góp thì vô cùng chấn động đồ vật tuy không nhiều thế nhưng đều rất quý giá sao lại chọn thứ tốt hơn nữa chứ thạch hạo đau nhói nơi đó có một cái đỉnh ngọc được phong ấn bên trong có thái nhất chân thủy thứ này cũng đoạt được ở bách đoạn sơn thế nhưng bảo dịch này có tới mấu cân nên nó cũng không lo lắng lắm vẫn như trước ấu trùng vàng óng ngây thơ đáng yêu tỏa ra kim quang nhu hòa chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi kìa các ngươi có thấy không nó đánh dấu lại dù là bất lão tuyển hay là thái nhất chân thủy thứ nào nó cũng yêu thích cả chỉ có điều không phải ăn trong hôm nay mà thôi đại hồng điểu nói thạch hạo buồn bã sau này những thứ tốt như thế sẽ bị ăn hết ư tuyệt đối không thể nó không thể thả cho con thần trùng này ăn bậy ăn bạ được Rượu à, thần tắm hướng về một chiếc bầu rượu và dọc theo miệng bầu rượu chui vào trong. Rồi bắt đầu việc hưởng thụ say xưa thật lâu sau chẳng hề nhúc nhích. Đó là thứ được mang ra từ tổ côn bằng, bên trong có một giọt rượu thái cổ, có thể nói là thần tử hy thế, công hiệu của nó còn mạnh hơn rất nhiều dược liệu khác. Mọi người cảm thấy kỳ lạ. Tên quỷ này sao lại bỏ qua nhưng thứ tốt rồi chỉ chọn một thứ bình thường như vậy sau đó nó lại di chuyển hướng về một cái bồ đoàn được bệnh từ những cành cây đây là bồ đoàn năm đó côn bằng dùng để đà tọa được luyện chế từ những đoạn côn mộc nên biết khốn mộc quán thông thần giới lúc khai thông cầu nối của thiên địa nhân thì được xưng là thần mộc bất hủ nhưng đáng tiếc cuối cùng lại bị đốn ngã hử lần này mọi người đều đờ ra con thần trùng màu vàng đang gặm ngon lành đưa miệng cắn cái rột một nhát cách hưởng thụ vô cùng sung sướng Thứ nó cần lại là côn mộc, mọi người ngạc nhiên thế nhưng cũng có cảm giác đau đầu. Côn mộc quý giá biết bao, năm đó có thể nối liền cả trời đất, đi theo nó có thể tiến tới thần giới. Tự nhiên là bảo vật vô giá, đặc biệt sau khi nó chết, những phiến lá cành cây của nó đều bị chia cắt toàn bộ ở thời thái cổ. Đường đại xuất hiện một miếng thì vô cùng quý báu, thần trùng cũng không có tham ăn, sau khi ăn hết một đoạn thì lập tức ngậm miệng, cả người phát sáng lại như trước. Thần thái hồng hào trở lại. Xoẹt, đột nhiên nó hóa thành một vệt kim quang bay về phía hộp đá bị phong ấn, rắc một tiếng, nó nhanh chóng mở ra chiếc hộp trông cực kỳ say xưa. "Không được, thứ đó không thể cho ngươi." Thạch Hạo thất kinh, nó nhanh chóng gầm thét và ngăn cản lại. Những người khác thì nhìn chằm chằm, thầm than thần chân của Thạch Hạo quá nhiều. Chỉ mở ra một cái hộp đá đã là báu vật rồi, không biết nó có bao nhiêu bảo bối nữa sau khi hộp đá mở ra thì một luồng sáng xanh tươi dịu dịu tỏa ra bên trong là một cành cây mang theo xanh non tràn ngập khí tức thần thánh đây chính là vật mà liễu thần đưa cho thạch hảo lúc đó co nhắc nó nếu khi gặp nguy hiểm chỉ cần cầm cành cây này trong tay rồi niệm một đoạn thần chú thì có thể dựa vào thứ này tránh thoát khỏi một kiếp đó là món đồ bảo mệnh là do liễu thần ban tặng hiện tại, thần tầm màu vàng này ôm chặt lấy cành cây này, nói thế nào đi nữa cũng không buông ra, cặp mắt hiện lên đầy sao nhỏ, vô cùng say mê. Giác thần trùng cắn một miếng trên đoạn trồi non, nhai ngấu nghiến rồi nuốt ực xuống, giờ phút này toàn thân nó dâng lên ánh vàng, cực kỳ lấp lánh. Thần trùng cũng không có lựa chọn tiếp mà ôm chặt lấy cành cây này, màu vàng và màu xanh non xen lẫn, hào quang thần thánh. Không cần người khác nói thì Thạch Hảo cũng biết nó thích thứ gì rồi. Đúng là tên phá của cái cành cây này mà cũng có thể làm thức ăn tác dụng khác còn lớn hơn nhiều. Thạch hạo của trách, nó thật sự rất đau đầu, vật nó ăn chính là cành của liễu thần, chán sống rồi hả, sau này nếu dùng thứ này để sống, đến lúc cần thì mò đi ăn lá liễu. Như thế thì không được, giác, thần trùng lại tiếp tục cắn miếng thứ hai, ánh vàng càng thêm rực rỡ, nó hoàn toàn ổn định lại thần tinh trời sinh. Đã đạt được sự tầm bổ của kỳ chân trong thiên địa sau khi gặm xong ba cái chồi non thì nó không di chuyển nữa mà loạn choạng như kẻ say rượu. Cả người không ngừng co giật thế nhưng lại không chịu buông cành cây ra. Cuối cùng, một lớp hào quang vàng óng bao phủ lấy nó, nó rơi vào trạng thái ngủ say, không hề nhúc nhích. Đó là cành cây gì thế, lẽ nào là thánh dược nếu không vì sao thần trùng lại yêu thích đến như thế? Hỏa nha kinh ngạc hỏi, thạch hạo lắc đầu nhưng cũng không nói gì về liễu thần cả mọi người hai mắt nhìn nhau con trùng nhỏ này quá kén chọn không dễ nuôi chút nào việc này khiến cho thạch hạo đau cả đầu nếu như nó chỉ ăn mỗi chồi non của liễu thần vậy thì phiền phức rồi ta đoán không phải lúc nào nó cũng ăn cành cây này sau một khoảng thời gian nào đó thì mới tiếp tục ăn lại chủ yếu là đang lợi dụng cái chồi non thần thánh kia để củng cố tinh hoa trời sinh mà thôi vân hy nói mọi người bắt đầu thảo luận khi nhìn thấy ấu trùng của hoàng điệp thì vô cùng phấn chấn và kích động thế nhưng khi nghĩ tới thức ăn cẩu nó thì lại đau đầu kẻ này quả là khó hầu hả mặc dù không phải ngày nào cũng ăn chồi non của liễu thần nhưng những thứ khác chắc cũng không nằm ngoài sự chú ý của nó sau ba ngày thạch hạo bị một luồng gợn sóng dọa cho chết khiếp nó biết thần trùng đã tỉnh sau khi đưa mắt nhìn vào túi càn khôn thì buồn rầu máu nóng nổi lên suýt chút nữa đã bóp chết con trùng nhỏ này con trùng nhỏ hóa thành tia chớp vàng óng với tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt đã vây quanh bốn cây kỳ dược mà Lâm Côn đưa cho Thạch Hảo. Trong phút chốc đã ăn hơn một nửa, Hoàng Kim Thảo giờ chỉ còn lại phân nửa, những chiếc lá màu vàng héo úa, Lạc Nguyệt Hoa bị ăn mất một phần, phiến lá cũng từ từ bị nuốt gọn. Cũng may là đóa hoa giống như là mặt trăng vẫn còn nguyên, từ tinh lan lại rất thảm, chỉ sót lại một phần ba. Còn lưu kim tuế nguyệt tràn ngập đạo vận kia rất may là chỉ có ăn đi gần nửa. Còn thần trùng lớn chỉ cỡ quả nhãn, mập mạp tròn vo, cả người tỏa ra ánh sáng óng ánh, nhìn rất giống người hiền lanh. Thế nhưng những chuyện vừa xảy ra lại chứng tỏ nó như là một tên thổ phỉ, ăn uống rất nhiều. Nó chỉ to bằng quả nhãn, sao lại có thể ăn nhiều như thế? Thạch hạo tức giận, lập tức kéo nó ra ngoài, việc vừa rồi chẳng khác nào đang tra tấn thạch hạo vậy, những kỳ dược đó đều là loại hiếm thấy trên đời. Tìm khắp đại hoang cũng khó mà được vài loại nhưng may mắn là nó chưa ăn hết toàn bộ hơn nữa rễ cây vẫn còn nếu như trồng lại trong linh dược dùng bùn đất trong bất lão tiền thì có thể lại lần nữa sinh trường gợn sóng thật mạnh nó đang lột xác quá nhanh mà vừa mới ăn xong mà khí thức hiện tại của nó lại mạnh hơn trước rất nhiều cửu đầu sư tử giật mình ấu trùng màu vàng hình thể cũng chẳng hề biến hóa thế nhưng ánh vàng càng thêm rực rỡ hơn hơn nữa sau khi Thạch Hạo lôi nó ra ngoài rồi nhét vào trong một pháp khí bình thường thì ngay lập tức nó lại xuyên thấu chui ra ngoài. Cái gì, lợi hại như vậy à? Mọi người khiếp sợ, nó vẫn đang còn nhỏ mà lại có thần thông như thế rồi, pháp khí bình thường thì có thể xuyên thủng chui ra ngoài, nếu như công kích người khác không biết sẽ thành ra thế nào. Nó tỏ vẻ vô tội, đôi mắt to chớp chớp nhìn Thạch Hảo, làm dáng vẻ như mình chẳng biết gì, không hiểu vì sao lại nhốt mình lại vèo, nhưng mà nó lại vô cùng nhanh trí. Cuối cùng hóa thành một vệt kim quang bay thẳng lên sợi tóc của thạch hạo rồi cuộn mình ôm lấy sợi tóc đó, sau đó hóa thành một hạt trâu màu vàng. Ồ, không còn nhận ra thần trùng nữa rồi, không còn cảm giác được khí tức của nó nữa, tên quỷ này không ngờ lợi hại tới vậy. Mọi người kinh ngạc, ta quyết định càn quét một ngọn thái cổ thần sơn. Khi tới dưới chân núi thì thả cho nó tiến vào sơn môn, để nó lén đi gặm hết sạch ruột bên trong của những cây linh dược đó. Hai mắt của Thạch Hạo phát sáng, sau đó nó nhìn về phía Vân Hy, nói. Có thể giới thiệu cho ta một vài ngọn thái cổ thần sơn có nhiều linh dược không? Một tờ pháp chỉ cứ như là thiên thần hạ phàm, vượt qua hoang vực mệnh mông, tỏa ra kim quang vạn trường. Bên trên hiện lên từng ký hiệu ẩn chứa chân nghĩa đại đạo vô cùng phức tạp cuối cùng tờ pháp chỉ này giáng lâm ở hoàng đô hòa quốc cứ như ánh lửa vàng bốc cháy từng ký hiệu lấp lánh quả thật như muốn niêm phong cả vùng thế giới này lại pháp chỉ của bất lão sơn xuyên thủng vực bích giáng lâm hoang vực đây là chuyện của nhiều ngày trước được truyền bá vô cùng sôi nổi từ từ lan tới các nơi tạo nên náo động không nhỏ thật sự bất lão sơn rất mạnh chỉ một tờ pháp chỉ mà có thể xuyên qua vực bích của đại vực bay vụt tới nơi đây quả khiến người khác chấn động nội tình mạnh mẽ của bọn họ khó mà đánh giá được nghe nói gì chưa bất lão sơn hạ xuống pháp chỉ tựa hồ muốn triệu kiến thạch hảo chính xác tên này gặp phiền phức rồi dù gì cũng là đạo thống bất hù dám chém giết người của cổ giáo này thì khó mà sống sót được những tu sĩ lan truyền chuyện này tới rất nhiều thành chi tạo nên chủ đề để mọi người bàn luận không ít người lờ mờ nghe được vì tiểu thạch nên bất lão sơn mới hạ xuống một tờ pháp chỉ xuyên thẳng hoang vực nội dung là muốn ít kiến. Hơn nửa là muốn xử lý nó. Trong lúc này, chuyện gì cũng có thể nói được. Cách dược đô mấy trăm vạn dặm, cách hỏa quốc rất xa, cách vô tận dãy núi. Thế nhưng dần dần cũng có người nghe được một vài tin tức về chuyện này. Thạch hạo nửa vui nửa buồn, vui chính là thần trùng vô cùng phi phàm, chỉ mới xuất thế mà đã biểu hiện vẻ mạnh mẽ của mình rất nhanh sẽ cùng nó tác chiến, buồn chính là sức ăn của tên quỷ này quá kinh khủng. Nó không ngừng làm phiền Vân Hy, không ngừng dò hỏi tòa thái cổ thần Sơn nào thích hợp để thả ấu trùng hoàng điệp này, kết quả thiếu nữ áo tím này chẳng hé một lời. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tính cách của con thần trùng này rất quỷ quái, vạn nhất ăn hết toàn bộ linh dược của người ta. Đến lúc đó thiên thần Sơn các nàng cũng gặp phải xui xẻo. Chẳng lẽ chỉ một con đường lại khó như vậy à nếu không nói ta liền tới thiên thần sơn ngay. Thạch hạo nói, có giỏi thì đi đi. Vân Hì muốn nó đi còn không được đến lúc nó tới thì lập tức bắt giữ ngay. Vậy trước tiên vác ngươi về thôn cái đã. Thạch hạo uy hiếp, Vân Hy tức đến đỏ cả mặt hiện tại nàng không phải là đối thủ của tên hùng hài tử này. Đừng có nội chiến, coi chừng xảy ra chuyện lớn đó. Đại hồng điểu lên tiếng. Nó vừa ra ngoài đi dạo thì nghe được một vài tin đồn, Bất lão sơn hạ xuống một tờ pháp chỉ muốn triệu kiến tiểu Thạch. Còn có một lời đồn khác là muốn bắt giết tiểu Thạch. Thạch Hạo ngẩn người, cái gã khổng lồ này còn để bụng nữa chứ, không ngờ hành động lại nhanh như thế. Chuyện này cứ để sang một bên, nó lắc đầu tin đồn như thế ai biết được thật giả mấy ngày sau tin tức đáng tin cậy truyền tới thật sự bất lão sơn đã hạ xuống một tờ pháp chỉ muốn thạch hạo tới yết kiến cũng không nói phải làm gì không biết lành giữ ra sao thạch hạo rất khó chịu bất lão sơn thì làm sao tưởng mình là chúa tể của cả nhân gian à muốn chịu kiến ai thì người đó phải tới ngay ư mấy ngày sau lại có lời đồn đại có một vị trung niên cầm pháp chỉ màu vàng trong tay xuất hiện đứng trong hoàng đổ hòa quốc truyền xuống hiệu lệnh muốn người khác nói cho tiểu thạch rằng nhanh chóng tới ít kiến. Thạch hạo tính tới tính lui, vẫn nên tới một lần rồi đánh đối phương một trận, chỉ cần không phải tôn giả dáng lâm thì nó cái gì cũng chẳng sợ. Đại hồng, mục đích dẫn ngươi theo là để ngươi bái sư, hiện tại cũng rãnh nên ngươi tới tổ địa hòa quốc đi. Thạch hạo nói, đại hồng điều không muốn, nói. Ta vẫn muốn ngao du bên một thêm một thời gian nữa, sau đó đi bái sư cũng chưa muộn. Đi sớm đi. Thạch Hạo lấy ra một cái hộp đá, bên trong có phong ấn một cọng linh vũ màu đỏ đậm. Đây là do Tiểu Hồng lưu lại. Nó nhờ Hỏa Linh Nhi mang Đại Hồng Điểu vào khu tổ địa kia, nói đây là ước định của Tế Linh Hỏa Quốc muốn tặng cho nó một tên đồ đệ. Sao ta lại không biết? Hỏa Linh Nhi nghi ngờ. Thạch Hạo nói, là như vậy, Tiểu Hồng luôn nghĩ tới một cái sơn bảo, hiện tại còn chưa tìm được ta sợ nó sốt ruột rồi đi tìm ta gây phiền phức. Cho nên mới để cho Đại Hồng tới giải thích hỏa linh nhi nghi ngờ rồi lúc sau như hiểu ra gì đó nói đại hồng chắc không biết việc này người ném nó tới đó là để làm con tin tế linh có thể tìm hiểu thức hải của nó khi đó sẽ biết ta không tìm được sơn bảo ngoài ra đại hồng cũng rất muốn bái nó làm sư việc này không phải vẹn cả đôi đường à thạch hạo nói không may cho đại hồng sau khi tới đó chắc trở thành bao cát rồi hỏa linh nhi cười hi hi với quan hệ hai người thì việc này chắc chắn nó sẽ giúp. Bởi vì, nàng hiểu rõ tính khí của tế linh đại nhân, hiện tại đang trốn tránh đại kiếp nạn thế nhưng lại không thể quên được sơn bảo kia. Có thể trước kia biến mất sẽ tìm thạch hạo xử lý. Nói không chừng khi tiểu hồng điểu ra ngoài sẽ gây phiền phức không nhỏ. Cũng may là hỏa linh nhi có ra hư không thú, có thể nhanh chóng qua lại trong hư không, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vô số sông núi đại hồng điều đầu xui xẻo lại ấp ủ một niềm mơ ước. Mang theo hy vọng sáng ngời, nó được đưa tới tổ địa hòa quốc khi nhìn thấy tế linh đại nhân kia thì chuẩn bị xoay người chạy trốn, kết quả. Khi hỏa linh nhi chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết của nó. Người dám xưng là đại hồng. Tế linh đại nhân hóa thành chú chim nhỏ không ngừng xả cơn bực tức lên người nó bởi vì hùng hài tử gọi nó là tiểu hồng. Vậy mà cái tên này lớn lối tới đây xưng mình là đại hồng, việc này là muốn lên mặt với nó, đừng đánh nữa sư phụ. Sau này con sẽ xưng là tiểu tiểu hồng được không? Đại hồng điều khóc không ra nước mắt. Ai là sư phụ của ngươi hả? Sơn bảo đâu? Chim nhỏ quát hỏi đầy tức giận. Sơn bảo là cái gì? Đại hồng không rõ. Kết quả, bùm, một tia sét hạ xuống suýt chút nữa đã nướng nó thành than đen, lập tức nó sức tỉnh, hô hào đầy thảm thiết cái tên hùng hài tử chết bầm bắt ta tới đây để gánh nợ đúng là chẳng tử tế gì cả ngươi không biết đại hồng đã chịu bao nhiêu đau đớn gần như bị nướng chín rồi đó sau khi trở về thì hỏa linh nhi than thờ thạch hạo cười gượng nói ngươi cũng không thể tưởng tượng được da mặt của nó dày tới cỡ nào đâu ta tin chắc nó nhất định nắm được cơ hội này bái tế linh làm sư phụ tiếp theo thạch hạo xoay người về phía đám người cửu đầu sư tử hỏa nha nói nhị đệ hỏa nha huynh các ngươi cũng nên về đi hiện tại hoang vực chuẩn bị loạn rồi cất bước bên ngoài rất nguy hiểm thạch huynh khách sáo quá hỏa nha như ngộ ra điều gì nói huynh chắc đã có kế hoạch đầu tiên là đưa đại hồng đi rồi giờ nói chúng ta đi chẳng lẽ sợ chúng ta gặp nguy hiểm ư đám người hỏa linh nhi cửu đầu sư tử liền trợn tròn mắt cảm giác hơn nửa là nó muốn đi yết kiến cùng sống chết một phen với bất lão sơn nó không muốn bọn họ bị quấn vào trong phong ba này thạch hạo nhanh chóng tới yết kiến bằng không tự gánh lấy hậu quả kéo dài đã nhiều ngày mà tiểu thạch vẫn chưa thấy đâu cả người của bất lão sơn nắm trong tay tờ pháp chỉ màu vàng tức giận muốn chính tay trừng trị nó Việc này đã tạo nên làn sóng không hề nhỏ, chẳng lẽ muốn tỏ rõ thái độ ư? Muốn nhằm tới tiểu thạch muốn trừng phạt nó. Trước đó, từng nó tin tức đầy bí mật truyền ra, nói là lần này bất lão Sơn cũng không muốn làm khó dễ gì tiểu thạch thậm chí còn muốn đưa rước nó về tộc này. Tiểu thạch xem thường, chán ghét kiểu triệu kiến như vậy, hiện tại cũng chẳng hề trả lời, cho nên đã chọc giận cường giả nắm pháp chỉ rồi dẫn tới sát cơ. Có người suy đoán, chính xác thì thạch hạo rất khó chịu mặc dù có quan hệ máu mủ, mặc dù có khả năng là người thân, nhưng muốn nó tới yết kiến. Dù là thấy thiên vương thì ông đây cũng chẳng sợ, nó cực kỳ chán ghét. Ta ở dược đô, các ngươi có thể tới đây yết kiến. Cuối cùng, Thạch Hạo buông ra một lời đáp trả câu trả lời kia. Ngoại giới ồ lên, tiểu thạch rốt cuộc cũng xuất hiện, đây là đang gây hấn, bắt người của bất lão sơn phải tới gặp mình, khí phách quả nhiên rất lớn người của bất lão sơn tức giận chờ đợi nhiều ngày như thế mà đối phương chẳng hề hiện thận giờ còn lớn lối bắt mình tới gặp mặt người nắm pháp chỉ mơ hồ đoán được tiểu thạch có quan hệ máu mủ với bọn họ thế nhưng như vậy thì không được người của bất lão sơn cũng không có tới dược đô đại nhân vật của tòa thành cổ này cũng bắt đầu dục dịch dồn dập tới bái phỏng nên gợi ra sóng lớn mênh mông tiểu thạch với uy danh hiền hách lại đang ở dược đô đây là một tin tức động trời trong lúc nhất thời nơi đây trở nên náo nhiệt người người chen lấn bọn họ rất ngưỡng mộ uy hanh của thạch hảo nên muốn tới diện kiến thử một lần nói gì đi nữa tiểu thạch danh chấn hoang vực tương lai nếu có thể quật khởi thì chính là trí tôn vô địch ai có thể khinh nhờn chư hùng trong thành tới đây tự nhiên là để kết thiện duyên khi một vài đại nhân vật thấy thạch hảo thì có chút sợ hãi bởi vì lúc ở trong tầng trận pháp thứ ba của thần cốc thì suýt chút nữa đã nảy lên xung đột bởi vì sự dụ hoặc của miếng đồng thau kia. Rất nhiều người toát ra mồ hôi hột rất vui là ngày đó mình không có ra tay cấp đoạt nếu không hơn nửa đã bị giết chết rồi. Thạch hạo cười híp cả mắt. Sau khi thân phận được tiết lộ thì mấy đại nhân vật này có sai người đưa tới một vài lễ vật mà lại là linh dược thứ nó đang cần. Đây là lễ vật coi như bù đắp lại vẻ không vui trước đây của nó hả thức ăn của thần trùng trong khoảng thời gian tiếp theo đã đủ rất may con ấu trùng này sau khi ăn no xong thì phải mấy ngày sau mới ăn lại nếu không ngày ngày đòi ăn linh dược thì thạch hạo chỉ còn cách vứt quách nó đi cho xong mấy ngày qua đi người của bất lão sơn cũng không có tới ngược lại thạch hạo nhận được một tin tức một phong thư từ vực ngoại được đưa tới võ vương phủ của thạch quốc sau đó được chuyển cho Hoàng Thiên Hầu phủ của nó, hoặc cũng có thể gọi là Hoàng Thiên Vương phủ, bởi vì Thạch Hạo từ lâu đã bước vào vương giả rồi. Thạch Hạo đứng dậy, nói: "Thế thì tới Hoàng đô Thạch quốc thôi." Đám người Hỏa Linh Nhi, Cửu Đầu Sư Tử, Hỏa Nha vẫn chưa có rời đi, khi nghe nó nói thế thì thất kinh, khuyên nó không nên vọng động thạch hạo lắc đầu nó chưa hề kích động mặc cho thật hay giả thì nó cũng cần phải tới xem một chuyến nếu không khó có thể an lòng được bởi vì phụ mẫu với cả gia gia của nó đều tới vực ngoại cả dù là người của bất lão sơn tới hoàng đô thạch quốc thì đã sao ta không sợ thạch hạo cười gằn nó âm thầm trao đổi với tiểu tháo nói pháp chỉ của vũ thần ăn có tốt không lần này cho ngươi ăn luôn pháp chỉ của bất lão sơn pháp chỉ lần trước chỉ là một tờ rách nát hay vọng lần này sẽ là một pháp chỉ thần linh hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn nữa tiểu tháp lên tiếng nó rất muốn nuốt lấy những ký tự bên trên tờ pháp chỉ thạch hảo cười to nói được lần này chúng ta cứ tới thẳng hoàng đô thạch quốc nhìn xem bọn họ có thể làm gì chứ bất lão sơn thì đã làm sao nó không sợ nếu bất lão sơn có quan hệ máu mủ với nó thì phải chân thành đợi chờ khi đó nó sẽ không vô lễ nhưng nếu kêu căng và uy hiếp nó thì nó cũng chẳng ngại chiến thêm trận nữa dược đô tường thành không cao thậm chí còn sụp đổ và tràn ngập đủ loại dấu vết của năm tháng nhưng bên trong thành từ xưa đến nay đều rất hưng thịnh cho nên hiện tại không cần đến tường thành nữa trong mấy ngày này thu hoạch của thạch hạo cực kỳ phong phú, tất cả các đại giáo tai to mặt lớn đều rủ nhau đến chào hỏi, tất cả đều không phải tay không mà đến. Một số người còn mang theo cả linh dược mà tới. Đây là đóa hoa của gốc linh dược ngoài cửa thành kia. Thạch hạo rất là phấn chấn, hộp ngọc trong tay có mùi thơm ngát xong vào mũi. Cánh hoa kia sáng óng ánh lập lòe như là ngôi sao đang lóe lên vậy. Đây chính là tòa thành này vô giá kỳ hoa, một năm cũng chỉ nở có vài đóa hoa như vậy thôi cũng không biết có bao nhiêu người thèm muốn nó muốn mua mà căn bản không thể mua được đây là biến dị linh thảo nó đã từng hấp thu một ít lôi kiếp dịch cho nên bây giờ đã tiến hóa thành một cây linh dược nó sống được mấy ngàn năm rồi không bao lâu nữa sẽ tiến hóa thành thánh dược quý hiếm vô cùng ánh mắt thạch hạo hừng hực dùng sức hít một hơi khiến cho ở trong mũi miệng tràn ngập mùi thuốc khiến cho tinh thần lập tức sảng khoái mà bên trong cơ thể thì tinh khí chảy xuôi cực kỳ dồi dào cảm ơn đạo huynh rất nhiều. Hắn ngỏ ý cảm ơn, đóa hoa này giá trị quá cao hơn xa một cây linh dược bình thường rồi. Hắn có thể cảm thấy thần trùng bên trên sợi tóc đã bắt đầu dục dịch. Đây là một ông già, hình dáng rất bình thường không có chỗ nào đặc biệt cả, đây đúng là môn chủ của đan đỉnh giáo. Hiểu rõ mọi chuyện rồi, Thạch Hạo rất kinh ngạc. Đây là một cổ giáo có truyền thừa vô cùng xa xưa, so với thần dược môn thì còn cổ xưa hơn nữa, vào vô số năm trước đây, nó đã từng cực độ huy hoàng. Khi nhắc tới hai chữ đan đỉnh thì cả thiên hạ đều biết. Tuy nhiên trong thời gian dài rằng giặc thì cái gì cũng có thể thay đổi, bọn họ đã dần dần xuống dốc. Hiện nay chỉ còn là một cái lụi bại môn phái bị mọi người dần quên lãng ở trong dược đô này. Ta có một đứa con trai, thiên phú cực cao. Từ thời nhỏ nó rất muốn khôi phục lại tất cả vinh quang từ thời thượng cổ của Đan đỉnh môn cho nên đã bỏ trốn khỏi nhà rất nhiều năm chỉ vì muốn tìm được truyền thừa đã bị thất lạc. Nếu có một ngày tiểu đạo hữu gặp được nó thì ta hy vọng ngài hãy quan tâm giúp đỡ nó một chút." Ông lão nói, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không từ chối, sau khi tìm hiểu tỉ mỉ tình hình. Hắn liền gật đầu đáp ứng có người nói rằng từ xưa đến nay chỉ có bốn người là luyện thành cửu truyền thần đan thì thủy tổ của đan đỉnh môn chính là một người trong số đó sau khi ăn được thần đan lập tức thành thần phi thang lên trời cho nên có thể thấy được sự kinh người trong truyền thừa của đan đỉnh môn nếu như có thể tìm được nó nói không chừng sẽ có một ngày cường thịnh trở lại và khôi phục lại thượng cổ tất cả vinh quang đi đi đến đóa hoa của gốc cây linh dược đó đều chiếm được rồi cho nên hắn không còn bất cứ tiếc nuối gì sau khi tới dược đô này nữa. Thạch Hạo quyết định rời đi dược đô tới Thạch Quốc Hoàng Đô để xem bức thư đó. Đương nhiên, hắn vẫn không quên lý do vì sao tới dược đô tiếp đến còn phải tiếp tục làm những sự tình kia nửa chính là vơ vét linh dược. Tranh thủ thu thập đầy đủ mọi thứ cần thiết rồi luyện chế ra một lò tiểu niết bàn đan đây là đột phá ràng buộc một con đường vàng để tấn thăng thành tôn giả cấp. Thời loạn lạc tới chính là tôn giả cũng phải lần trốn cho nến rốt cục nó đáng sợ tới mức nào. Rất khó tưởng tượng được, thêm được mốt phần sức mạnh liền có thêm được thật nhiều vốn liếng để sinh tồn. Linh dược vốn ít ỏi theo như lý thuyết mà nói thì một tòa linh sơn cũng chỉ có 10 cây thôi. Chuyến hành trình tới dược đô lần này hắn đã dốc hết vốn liếng ra rồi cho nên bây giờ nghèo rớt mỏng tơi thạch quốc hoàng đô hiển nhiên là có linh dược rồi bởi vì nơi đó có rất nhiều đại tộc các vương hầu khai quốc đều tập trung tại đây đồng thời hắn tin tưởng vườn thuốc ở trung tâm hoàng gia thì chắc chắn có báu vật thạch hạo một trận chiến thành danh đã có tư cách đi tranh giành thạch quốc nhân hoàng vị trí rồi thậm chí là có ưu thế cực lớn cho nên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì khi hắn tới nơi sẽ có rất nhiều thu hoạch tới tay rất nhanh bọn họ liền từ từ rời khỏi dược đô đến một chỗ không người rồi dùng tấm hư không ra thú kia để vượt qua hư không mà đi. Lần này đi nhất định rất nguy hiểm, Hỏa Linh Nhi nhắc nhở hắn, ta biết, Thạch Hạo gật đầu, hắn đã làm tốt tất cả mọi chuẩn bị. Cùng nhau lên đường thôi, chúng ta cũng muốn đi Thạch Đô để nhìn qua một chút. Cửu đầu sư tử, hỏa nha tử điêu mọi người vẫn muốn cùng đồng hành như trước. Này, tiểu nữ của thiên nhân tộc kia người làm gì mà cứ đi theo ta hoài thế? Thạch hạo tuy đồng ý với yêu cầu của người khác nhưng khi nhìn về hương thiếu nữ mặc áo tím thì lại tỏ ra rất là bất mãn. Van Hy tuy rằng xinh đẹp, khí chất siêu trần thoát tục nhưng hiện tại âm thầm cắn răng vì ánh mắt nong bỏng của tên kia cứ ở trên người của nào đảo qua đảo lại làm cho nàng khó chịu vô cùng. Thạch hạo nói tiếp kêu ngươi giới thiệu thần sơn cũng không được lại mượn ngươi một cây thánh dược cũng không cho cả ngày thì cứ đi theo sau cái mông của ta. Người nói xem ta có nên lập tức vác ngươi đi hay không hả? Vân Hy vênh khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, ánh mắt che giấu một tia xem thường, tâm thì kích động muốn đánh hắn một trận. Nàng âm thầm thề rằng một ngày nào đó nhất định phải thu thập tên oát con này mới được. Ta chính là không phải đi theo ngươi mà ta cùng với những người khác tâm đầu ý hợp cho nên đi cùng bọn hắn. Ngươi quản ta làm gì, ngươi đang muốn gậy chuyện với ta đấy à? Thạch hạo cười hì hì nhìn nàng. Ai ra, ngươi làm gì vậy? vân hy sợ hãi kêu một tiếng nàng yêu kiều thướt tha dáng vẻ thướt tha trong lúc bất ngờ lại bị nâng lên lập tức khuôn mặt cười đỏ chót kịch liệt dễ giụa ta quyết định rồi vác ngươi đem về thôn thạch hạo nói rằng cần gì phiền phức như vậy cứ đem nàng đi lập ra thất là xong ta có một cái tộc huynh tướng mạo phi phàm chính là tuyệt phối hỏa linh nhi mở miệng mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau đều cho rằng không nên gây nội chiến ở đây nhưng lại không tiện khuyên ngăn hơn nữa lại cảm thấy có một chút âm mưu mùi vị ở đây. Khạc, Cửu Đầu Sư Tử ho khan một tiếng, mở miệng nói, thôi bỏ đi, người của Thiên Thần Sơn không tệ. Đã từng giúp đỡ qua bộ tộc của ta. Hắn giảng hòa, tôn giả của Thiên Thần Sơn từng đã từng đi tìm gia gia của hắn là Cửu Linh Vương để tặng một viên cổ đan nhằm trợ giúp cho Cửu Đầu Sư Tử tiến hóa thành thuần huyết sinh linh. Hỏa Nha cũng mở miệng nói rằng Thiên Nhân tộc không có kiêu căng, với bọn hắn cũng có một chút giao tình đặc biệt là gia gia của hắn là lão hỏa nha kia đã từng đi tới làm khách ở thiên thần sơn thật vất vả mới bắt được một tên mập mạp phù hợp với điều kiện đồng thời đối với ta còn có địch ý làm sao lại buông tha dễ dàng như vậy được thạch hảo không chịu buông mà vẫn vác thân thể thượt tha vân hy trên tay nói trừ khi nàng ta cho ta một đáp án khiến ta hài lòng bằng không dựa vào cái gì mà nàng ta lần nào cũng đuổi theo ta đòi cái bao cổ tay ta thấy tốt nhất vẫn là đem nàng ta bán đi. Hỏa Linh Nhi ủng hộ cười rất khoan khoái. Vân Hy tiên tử này. Cuối cùng là tại sao ngươi hết lần này tới lần khác đều đến tìm ta đòi lại cái bao cổ tay này. Ta nghĩ rằng thiên thần Sơn không chỉ có một cái này là thần linh pháp khí đâu. Trong tộc các ngươi thứ tốt nhiều không đếm hết ấy chứ. Hỏa Nha hướng về ngàng dò hỏi. Đúng rồi, cái này có tác dụng gì thế Vân Hy tiên tử cửu đầu sư tử cũng hỏi. Không nói chứ gì lần này nhất định phải đem ngươi về thôn mới được ngươi cứ an tâm mà làm người thủ thôn cho ta đi thạch hạo ác ý hướng về cái mông đầy đà của nàng vỗ một cái a à, chuyện này lập tức khiến vân hy rít gào trong mắt muốn phun ra lừa dùng nhàn tuyệt mỹ của nàng phủ kín một áng mây hồng nàng ta hận không thể cắn tên tiểu tử xấu xa này một cái hiển nhiên là thạch hạo liên hợp cùng hỏa linh nhi cửu đầu sư tử cùng mọi người cố ý ép hỏi nàng ta, hắn muốn biết rõ tác dụng của bao cổ tay, thiên thần sơn hơn phân nửa có đại bí mật. Vì vậy hắn mới cùng hỏa nha các loại đóng vai ác nhân phản diện. Đi thôi, đi đến nhà của ta, các ngươi không phải là muốn biết nhà ta ở đâu sao, ngày hôm nay ta đem nàng về thủ sơn thôn. Thuận tiện mời các ngươi tới làm khách. Thạch hạo nói, sau đó chớp chớp mắt nói, tộc trưởng vẫn luôn hy vọng ta vác mấy cái mỹ lệ mập mạp thiếu nữ trở lại đấy bọn họ ngồi trên hư không ra thú. Cấp tốc phá không mà đi, cuối cùng thì đoàn người cũng xuất hiện ở thạch quốc Tây Cương. Trong quá trình này, Vân Hy không ngừng dãy rủa không ngừng giết gào. Nàng bị dọa sợ rồi. Nàng đúng thật là sợ trở thành hùng hai tử tù binh và bị mang đi một cách dã man. Người thả ta ra, Vân Hy dãy rủa nàng là thần nữ trong thế hệ trẻ của Thái Cổ Thần Sơn cho nên chưa bị chật vật như thế bao giờ. Đi đi, lai đi thêm một đoạn nữa liền tới nhà của ta thạch hạo vác nàng nói ta nói vân hy rốt cục không chịu nổi nàng xinh đẹp như vậy nhưng lại bị người ta cho là chiến lợi phẫm vác trên vai thật sự là không thể chịu đựng được nhất thời cả một đám người đều yên tĩnh nhìn nàng để chờ biết đáp án đôi bao cổ tay kia chính là chìa khóa để mở ra một cái thái cổ trận pháp dùng để rời khỏi đại vực lao tù này thiếu nữ áo tím nhanh chóng trả lời nàng thật sự chịu không được rồi cái gì tất cả mọi người đều chấn động bốn chữ đại vực lao tù khiến lòng người xúc động lập tức khiến mọi người nghĩ tới rất nhiều chuyện cuối cùng là dẫn tới nơi nào hỏa linh nhi hỏi dung mạo như ngọc tràn đầy nỗi kinh sợ tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh nếu như chỉ rời khỏi hoang vực thì không có quá nhiều phiền phức như vậy nếu như dùng tất cả biện pháp vẫn có thể xuyên thấu qua được màn ngăn cách các đại vực trên trận pháp kia chỉ viết là rời đi đại vực lao tù nhưng không nói rõ là đi đến nơi nào. Chúng ta hoàn toàn không biết, thiếu nữ áo tím than thờ, quả nhiên là có bí mật động trời. Thạch hạo khẽ nói, nhị ngốc tử từ cũng từng nói qua một chuyện với hắn. Năm đó, nhị ngốc tử từ cũng từng là một đời cường giả, nhưng điều phẩm thì không ra gì. Biết đờ si một cái bí ẩn liền tìm cách trà trộm vào thiên thần sơn nhằm tìm hiểu rõ một cái đại bí mật cuối cùng nó mơ hồ chạm được tới bí mật đó nhưng lại gây ra sự chú ý của cường giả trên thiên thần sơn bị truy sát một đường cuối cùng đành trốn vào bách đoạn sơn người bảo vệ bảo địa của thiên nhân tộc cũng không biết tới bí mật này mãi đến tận những năm gần đây thu dọn các loại cốt thư do thái cổ thiên nhân lưu lại mới vô tình phát hiện ra một đoạn ghi chép kinh thế Bí mật này vô cùng đáng sợ, nếu như để người của bổ thiên giáo, bất lão sơn, tây phương giáo biết được thì hơn nữa sẽ chạy tới đánh chiếm thiên thần sơn là điều không tránh khỏi. Cuối cùng là muốn đi tới nơi nào khi rời khỏi đại vực lao tù thạch hạo cao mày, trong lòng nặng trịch. Thế giới này có rất nhiều bí mật và cái bí mật này không thể nào nghi ngờ về sự ảnh hưởng sâu xa của nó được. Người thả ta xuống trước đã, khuôn mặt của áo tím thiếu nữ đỏ chót, tràn ngập vẻ giận dữ cùng xấu hổ. Bốp, lần thứ hai thạch hạo vỗ nàng một cái. Tiếng vang lanh lảnh khiến Vân Hy triệt để nổi giận không để ý tối hình tượng thần nữ mà há miệng cắn hắn. Ai ui, thạch hạo không hề để ý liền bị nàng ta cắn vào lỗ tai làm hắn đau đớn một hồi nên. Vội vàng thả nàng ta xuống tiến hành phọng vệ. Người vẫn là triệt để trả lễ rồi. Thạch hạo kêu lên, Vân Hy không ngừng hướng xuống mặt đất mà nhổ nước miếng, mặt đầy dáng hồng, đôi mắt to chừng hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận nàng đường đường là thần nữ của thiên giai thái cổ thần tộc nhưng lại ăn nhiều quả đắng từ cái tên hùng hài từ này nếu để cho người của các tòa thái cổ thần sơn biết được nàng đi cắn lỗ tai người khác sẽ khiến cho biết bao người ngoác mồm đến tận mang tai đúng là làm cho lòng người bi phẫn không thể tin được tầm muốn báo thù của ngươi quá mạnh lại dám cắn lại ta thạch hạo xoa lỗ tai căm giận không thôi là lối đòi muốn trả thù lại nhìn bộ dáng của hắn vân hy vô cùng giận dữ và xấu hổ suýt chút nữa là ngất đi vì tức giận vân hy tiên tử vì sao các người vội vã muốn rời khỏi hoang vực hỏa linh nhi khiêm tốn cùng khẩn thiết lỉnh giáo vì tính chất quan trọng của chuyện này đến lúc này rồi áo thím thiếu nữ vân hy không còn muốn giấu cái gì nữa bởi vì đã làm tốt nhất chuẩn bị cùng xấu nhất tình huống rồi cho nên nếu không được thì nói cho thạch hạo biết sự thật sau đó mang hắn cùng nhau rời khỏi đại vực lao tù bởi vì sự thật quá mức đáng sợ vân hy chậm rãi nói thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau